Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tai nạn giao thông phát sóng trên kênh truyền hình giao thông từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin chúng tôi cập nhật tính đến thời điểm 14 giờ ngày 5 tháng 10, trên địa bàn cả nước đã xảy ra ít nhất 3 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người chết và 3 người bị thương. Vào rạng sáng nay tại km 179+700 trên quốc lộ 6, địa phận thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, anh Chu Văn Đức sinh năm 1969, trú tại huyện Mộc Châu, điều khiển chiếc xe máy mang biển số 26G1-25476 lưu thông theo hướng Hà Nội Sơn La. Khi đến địa điểm trên, xe của anh Đức đã va chạm với chiếc xe máy mang biển kiểm soát 28M1-03829 do anh Sùng A Mang, sinh năm 1982, trú tại Hòa Bình, điều khiển theo hướng ngược lại. Phía sau chở theo con gái là Sùng Y Đông, sinh năm 2010. Cú va chạm đã khiến anh Đức và anh Mang tử vong tại chỗ, cháu Đông bị thương. Quan sát tại hiện trường cho thấy, vị trí xảy ra tai nạn là đoạn đường cong, khúc cua khá gấp. Rất có thể khi lưu thông tới vị trí này, hai xe đã không làm chủ được tốc độ, thiếu chú ý quan sát dẫn tới hậu quả đau lòng. Trước đó vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, trên cầu Senco 5 tại thành phố Hà Nội xuất hiện những đống bùn đất đắp thành ụ kéo dài hàng trăm mét. Theo ghi vấn ban đầu, số bùn đất này bị đổ trộm xuống tuyến đường. Ngay sau đó, một chiếc xe máy do một nam thanh niên điều khiển chở em trai phía sau đã đâm vào những đống bùn đất, khiến xe máy đổ ra đường. Cả hai người phải nhập viện cấp cứu. Nhận được tin báo, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua khu vực an toàn, đồng thời truy tìm phương tiện đổ trộm chất thải ra đường để xử lý theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, việc đổ trộm chất thải ra đường là hành vi bị nghiêm cấm. Hành vi này không những ảnh hưởng đến môi trường mà còn gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Đây là hành vi rất đáng lên án và cần phải được xử lý thật nghiêm. Ngoài hai vụ tai nạn kể trên, trong sáng nay tại tỉnh Thái Bình cũng đã xảy ra một vụ xe container lật nghiêng khi đang ôm cua trên đường. Cụ thể, một chiếc xe container kéo theo rơ móc đang lưu thông trên tuyến tránh Đông Mỹ thuộc xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình. Khi tới khu vực vòng xoay xã Đông Mỹ, tài xế ôm cua và bất ngờ chiếc xe bị lật nghiêng. Thưa quý vị và các bạn, đã có rất nhiều vụ lật xe container mà nguyên nhân là do lỗi chủ quan của tài xế. Nhiều vụ trong số đó đã để lại hậu quả đáng tiếc. Vụ việc lần này tiếp tục là lời cảnh báo chung cho các tài xế. Nếu không tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, khi xảy ra hậu quả, có hối lỗi cũng đã muộn. Ngoài vụ ôm cua gây lật xe container kể trên, thì mới đây trên mạng xã hội cũng xuất hiện một clip ghi lại cảnh ôm cua, được cho là của một phượt thủ trên tuyến đường tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Theo hình ảnh được ghi lại, do di chuyển với tốc độ nhanh nên nam thanh niên trong đoạn clip đã không làm chủ được tay lái khi vào cua và đâm vào chiếc xe tải chạy ngược chiều. Hậu quả, người này bị văng khỏi xe hơn 10 mét, gãy chân phải và đa chấn thương. Quý vị và các bạn hẳn đã chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến các phượt thủ trên nhiều cung đường đồi núi, đèo dốc, thậm chí xảy ra ngay tại đường đô thị. Phần lớn các vụ tai nạn xuất phát từ việc nạn nhân bỏ qua các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, phóng nhanh, thiếu quan sát, không làm chủ được tốc độ. Có lẽ thêm một lời cảnh báo cũng không bao giờ là thừa trong những trường hợp như thế này. Chúng tôi xin được kết thúc bản tin bằng cảnh báo về tình trạng người điều khiển phương tiện lấn làn, tạt đầu xe gây nguy hiểm qua một đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội gần đây. Theo nội dung đoạn clip được camera hành trình ghi lại, vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2020 trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Theo đó, một người đàn ông trung niên đi xe máy, không đội mũ đang di chuyển thì bất ngờ lấn làn, tạt đầu chiếc xe đầu kéo bên cạnh. Do quá đột ngột và có thể rơi vào điểm mù nên chiếc xe đầu kéo vẫn tiếp tục lưu thông, tông trực diện vào đuôi xe máy. Cú tông khiến người đàn ông văng ra khỏi xe, bị bánh xe cán nát một chân. Chạy được khoảng 50 mét thì chiếc xe đầu kéo mới dừng lại. Việc người đàn ông thoát chết có thể nói là rất may mắn. Tuy nhiên, chắc chắn tình huống này sẽ là bài học đắt giá với người đàn ông trong clip, cũng như với tất cả chúng ta khi lưu thông bằng xe máy trên quốc lộ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tai nạn giao thông ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.